Thanh Nguyên xin chào tất cả các bác và anh em nhé. Trong video ngày nay, Thanh Nguyên lên sóng giới thiệu bác về một bộ hát có tổng đầu tư là 54 triệu. Thì cấu hình này có một điều đặc biệt là Thanh Nguyên dùng một cặp loa Mỹ bãi cao cấp full đôi 40, model là SF25. Thì dòng loa này được sản xuất và lắp ráp tại Mỹ, tình trạng đẹp xuất sắc. Công suất của nó là 500W cho đến 1000W, rất phù hợp cho anh em nghe nhạc và hát karaoke. Với không gian tầm hơn 20 vuông đến 45 vuông, đảm bảo đầy và đủ về âm thanh khi chúng ta nghe. Tiếp theo là một quả súp JBL-18 bass 50, đúng là combo của nó luôn bác nhá. Cũng như một hệ thống máy đẩy, đẩy 3 kênh BSLA-2810 để cân toàn bộ và giúp bảo là full đôi. Một chiếc băng số cao cấp BS K100 Pro, một chiếc giải mã phối hợp với lương tiếng, một quản lý nguồn để kết nối tất cả thiết bị với nhau và bộ mic cao cấp Eden Pro U800. Mời bác nghe chất âm của cái dàn này. Nếu có cả súp nhá là 54 triệu, còn không có súp là 43 triệu. Hệ thống máy là mới 100%, 5 thớt loa đời này bác nhá, chí nào Mỹ thôi. Không thứ hai, đó là model SF25 sản xuất tại Made in Russia. Tình trạng loa đẹp tới 95% trở lên. Thì với những câu hình thì bác nhá, nghe hay và đẹp, loa có thương hiệu, có đẳng cấp sông má. Một cặp loa SF25 full đôi 40. Đấy, con này công suất 500W đến 1000W. Và đời này chỉ được sản xuất tại Mỹ nhá, không nước thứ hai. Một tép kèm một hai bát trung cùng. Thì dòng loa này các nghe nhạc và hát karaoke quá tuyệt vời. Độ nhạy lên tới 128 dB. Thì cặp loa em đang bán mức giá là 19 triệu nhá. Bây giờ xấu hơn bác nhá, không zin, không đẹp, không chuẩn thì có phải anh em ra bán tầm 17-18 triệu bình thường nhá. Cái cặp loa em đã chọn về là phải cặp loa xuất sắc, hoạt động hoàn hảo và độ bền cao thì em mới bán nhá. Đây là nguyên tắc bán ở Mỹ vào. Nói chung là rất hay rẻ 2 triệu, nó không quan trọng. Quan trọng nhất là bác mua cặp loa ngon, đẹp nhá. Thì cái rốn là đỏ au đúng không? Vàng đẹp bác nhá, tất cả đẹp xuất sắc. Đấy. Cặp loa cần đồ thất em gửi nhá, 19 triệu qua. Kết hợp với quả súp Mỹ cao cấp đây, con này bán 50 từ 19-76, đấy đẹp lung linh luôn, giá 11 triệu. Và hệ thống máy đẩy cao cấp mới tinh luôn, đây là bàn mới nhá. Thì những bộ này em đã lắp rất nhiều rồi, đấy setup chuyên nghiệp cũng như là chuẩn chỉ theo đôi loa này. Thì cả cái bộ này cả súp là 54 triệu, còn không súp nữa nhá, bao gồm có 5 thớt này, đấy, và đôi loa là 43 triệu, đấy khoảng cách tầm hơn 100 cây số và em sẽ lắp tại nhà nhá. Còn bác mua lẻ cũng được, mua lẻ loa 19 nhá, súp 11, mua đẩy 9 triệu, 36 triệu, đấy mic 5 triệu, quản lý nguồn 2 triệu và lưng 2 triệu. Mọi tin mua sắm không ghét liên hệ với em số máy 0936 583 10. Anh Nguyễn chào bác nhá.